Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop AZ và mình là Ninh. Bên cạnh mình đây là hai người anh em sinh đôi Legion 5 Pro 2021 với mức giá đang có là 33 triệu và Legion 5 Pro 2022 với mức giá đang có là 38 triệu. Vậy thì hai người anh em sinh đôi này có gì khác biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. À, và trước khi vào intro, mình muốn lưu ý rằng mức giá được niêm yết ở trên web là có thể thay đổi theo thời gian. Vậy nên anh em nếu mà cân nhắc mua thì hãy mua luôn nhé. Chắc là anh em đã quá quen thuộc với mức cấu hình của Legion 5 Pro 2021 khi mà sở hữu cho mình đó chính là Ryzen 7 5800H, mức RAM là 16GB DDR4 cùng với RTX 3060. Vậy thì sang 2022 vẫn là Ryzen 7 nhưng mà là 6800H cùng với RAM 16GB DDR5 và RTX 3060. Lúc này sẽ không là 130W nữa mà sẽ được đẩy lên đó chính là 140W. Vậy thì mức cấu hình này nó sẽ có chênh lệch như thế nào? Mình sẽ nói ngay sau phần tổng quan về thiết kế. Nhìn tổng quan về mặt thiết kế thì năm 2021 và năm 2022 đều làm từ nhôm, và nhôm của năm 2022 mình có cảm giác là dày bản hơn. Tiếp theo đó về mặt cổng kết nối thì mình thấy rằng ở năm 2021 bên cạnh trái chúng ta đã có một cổng Type-C và một jack tai nghe 3.5, nhưng sang đến năm 2022 chúng ta đã có tận hai cổng Type-C và jack tai nghe 3.5 đã được chuyển sang bên phải. Còn ở đằng sau thì Lenovo lại cắt bớt đi một cổng Type-A ở năm 2022. Thì cái việc sắp xếp cổng kết nối này thì mình cũng thấy nó không quan trọng bằng bàn phím đã được đổi sang màu xám, cũng như là cái option 2021 mình đang có lại là LED RGB, còn bên 2022 này mình lại có là chính là LED trắng. Nhưng mà đây chỉ là một option để cho các bạn lựa chọn, thì khi các bạn mua máy có thể tìm hiểu thêm ở các trang web. Và với hai chiếc Legion 5 Pro mình đang có ở trên bàn đây thì đều có hai option, đó chính là LED RGB cũng như là LED trắng. Vậy thì anh em hãy lưu ý rằng cả bản 2021 lẫn 2022 thì anh em đều có thể lựa chọn giữa hai option này. Sang khả năng nâng cấp thì cả bản 2021 lẫn bản 2022 thì đều có hai khe RAM, hai khe M2 NVMe và nâng cấp được card Wi-Fi. Và anh em hãy lưu ý rằng ở bản 2021 thì sử dụng là hai khe RAM DDR4, còn bản 2022 là hai khe RAM DDR5. Nói tổng quan về là đủ rồi, hãy cùng mình đi sâu vào so sánh hiệu năng giữa hai chiếc máy này để xem có gì khác biệt. Về mặt cấu hình thì mình sẽ chỉ nhấn vào điểm khác biệt khi mà năm 2022 sở hữu CPU Ryzen 7 6800H với tiến trình 6 nanomet, được tích hợp Radeon 680M với boost clock 2200MHz và card đồ họa RTX 3060 140W. Thì Ryzen 7 6800H vẫn là 8x16 luồng nhưng turbo boost được nhỉnh hơn, đó chính là 0.3GHz. Vậy thì hiệu năng của hai chiếc máy này khác nhau như thế nào? Anh em hãy cùng đến với bài test Cinebench và bài test gaming ngay sau đây. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take.
Kết quả của bài test Cineband thì mình thấy rằng hiệu năng đa nhân chênh lệch rất nhiều khi mà sự cải thiện chỉ có 0.3GHz ở Turbo Boost sang đến hiệu năng đơn nhân thì cũng là một con số khá là đáng kể với 100 điểm chênh lệch. Vậy thì hiệu năng hai CPU này chủ yếu chênh nhau về mặt hiệu năng đa nhân, còn sang các tựa game eSports hay tựa game nặng thì sao? Với game eSports thì chênh lệch lên tới 40% khi ở 5800Hz thì cho ra mức FPS xấp xỉ 200, còn ở 6800Hz thì lên tới 250. Sang đến những tựa game nặng thì về mặt hiệu năng thì lại có mức chênh lệch không quá rõ ràng nhưng vẫn thấy được sự cải thiện, ở đây là về mặt nhiệt độ. Tổng quan lại thì anh em nào có nhu cầu try hard những tựa game eSports thì Ryzen 7 6800Hz là một lựa chọn nâng cấp tuyệt vời, nhưng ở những tựa game nặng thì thực sự là mức chênh lệch không quá đáng kể. Lưu ý một chút thì mình thấy sự lạ lùng trên con game CSGO khi mình chạy benchmark thì nhiệt độ của RTX 3060 trên hai chiếc Ryzen 5 này thì lại là ngang nhau, nhưng khi mình chạy game test trên con Ryzen 5 Pro 2022 thì cái mức chênh lệch nhiệt độ nó lại nhỉnh hơn, đó chính là 8 độ C. Nhưng theo mình thì mình thấy rằng đây là một mức chênh lệch nhiệt độ không đáng kể nhưng vẫn là một con số nên chỉ ra để anh em lưu ý. Tiện đang nói về gaming thì mình có vọc vạch một chút về Lenovo Ventech thì mình thấy rằng có thêm một mục nữa, đó chính là GPU Working Mode. Thì mình thấy ở đây có 4 chế độ và chủ yếu là để anh em có thể lựa chọn máy sẽ đẩy các đồ họa tích cực hay các đồ họa rời để đem lại mức trải nghiệm sử dụng phù hợp. Vậy nhìn tổng quan về Ryzen 5 Pro 2021 và 2022, đầu tiên mình thấy thiết kế có thêm một chút tiểu tiết về mặt cổng kết nối cũng như là bàn phím. Thứ hai là về vấn đề RAM, đó chính là 2022 sử dụng DDR5, còn 2021 sử dụng DDR4. Và cuối cùng chúng ta có thêm một tính năng mới ở Lenovo Ventech. Vậy thì anh em nghĩ sao về Ryzen 5 Pro 2021 và 2022? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Còn đối với mình vẫn sẽ lựa chọn Ryzen 5 Pro 2021 bởi vì nó rất là ngon trong tầm giá. Và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Nếu anh em thấy video có ích, hãy đừng ngại để lại một like, một share và một subscribe cho kênh Laptop AZ. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.